Đầu tiên chúng ta phải đến cái thông tin liên quan tới việc là Niger à, cách đây 3 tuần họ đã nâng cái mức bán uranium cho Pháp từ mức 0,8 euro lên tới 200 euro. Đúng không ạ? Có nghĩa là từ 1 đô la lên tới 210, 220 đô la gì đó. Đúng không? Thế thì cái câu chuyện ở đây nó có một cái điều nó nó rất giống cái việc đã xảy ra ở Libya. Sau cái chiến tranh thế giới lần thứ hai thì một loạt các cái nước Trung Đông, đúng không ạ? Trong đó có những nước như là Libya, Ai Cập, rồi Maroc, rồi kể cả là Ả Rập, rồi các nước Israel, Palestine, vân vân là đều nằm dưới cái chướng bảo hộ của người Anh, người Pháp, đúng không ạ? Và Libya thì cũng không loại trừ cái tình huống như thế. À, tất nhiên là tên chúng tôi cũng không nhớ hoàn toàn nha quý vị nhé à, chúng ta chỉ lục lại cái trí nhớ trong lịch sử thôi nhưng mà cái việc đấy thì chúng ta có thể hiểu thấy là gì tức là sau chiến tranh thế giới thứ hai thì cái vùng trung đông này nó nằm dưới cái sự bảo trợ đúng không ạ cái sự quản lý về mặt chính trị tức là chia tranh giành ảnh hưởng của các nước sau khi uh, cuộc chiến uh, họ đã phân định lại cái mức độ ảnh hưởng thế thì cái libya này thì uh, nó được uh, cả hai nước pháp và anh họ dạng như là bảo hộ đấy và họ dựng lên một cái chính phủ mà chính phủ đấy thì nó là cái chính phủ phong kiến đúng không ạ? Chính phủ uh, quân chủ phong kiến. Triều đại Sensu uh, Senusi uh, Sen và đất nước đấy uh, được Liên Hợp Quốc thừa nhận vào năm 1951 dưới cái triều đại mà chúng tôi vừa nói có vua chúa, hoàng hậu này nọ vân vân và hoạt động dưới cái sự bảo hộ chính thức của người Anh. Và tất nhiên thời điểm đó thì nước Anh cái thực dân của họ còn rất mạnh đúng không ạ? Và tất cả những gì đất nước này làm thì đều bị người Anh người ta vắt giữa một cách cạn kiệt, một trong những cái đất nước mà người Anh người ta thể hiện cái 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 sự gọi là áp đặt cái cái quyền năng thuộc địa lên một cách ác liệt nhất, khiến cái đất nước này gần như là cạn kiệt về nền kinh tế. Bây giờ thì tất cả những cái gì mà chính phủ uh, quân chủ ở Libya uh, quyết định đều phải thông qua cái chính phủ của hàng gia Anh. Đấy, đến mức độ như vậy. Và vì nó phụ thuộc vào chính phủ của Anh như vậy, cho nên là cái chính phủ của cái thời triều đại đấy nó cực kỳ là tham nhũng có thể nói nó tham nhũng và nó phụ thuộc và nó vơ vét đại khái là một cái chính phủ nào mà nó như kiểu là những cái năm cuối của cái chính phủ phong kiến ấy, đúng không ạ và lại còn bị bảo hộ nữa thì thôi không cần phải nói chúng ta cũng thấy rồi và như vậy thì cũng giống như tất cả các nước khác dưới cái gọi là tên gọi mỹ miều là gọi là cộng đồng gì quý vị cộng đồng thịnh vượng à khối thịnh vượng anh thì tất cả những cái thuốc gia quốc gia mà thuộc địa của anh đặc biệt là ở khu vực châu phi ở khu vực nam á thì sẽ bị bóc lột đến tận xương tủy. Đấy và có nghĩa rằng là người dân của Libya không có một cái gọi là một cái vẹo gì. Đấy khi mà nó đã bị chính phủ của nó rồi bị người Anh bóc lột từ A đến Z. Tức là thời điểm đấy sau khi mà thế giới đã có hòa bình từ sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc được bao nhiêu năm rồi, mà ở Libya nạn đói rồi là cái tuổi thọ trung bình cực kỳ thấp. Tới mức thấp gần như là nhất thế giới, à, tỷ lệ mà người biết chữ thì uh, có thể nói là nó chỉ ở mức độ uh, một con số, có nghĩa rằng là nó dưới 10% quý vị ạ. Tức là tất cả mọi chỉ số về phát triển con người ở Libya thời bấy giờ dưới thời thực dân Anh và cái chính phủ phong kiến đấy, nó ở một cái mức bé bét nhất thế giới. Đấy, mình nói chốt lại một câu như vậy. Nhưng Libya là một nước có rất nhiều dầu và người ta hút dầu lên để phục vụ toàn bộ những cái công ty của phương Tây, trong đó đa số là các công ty của Anh. Và như vậy thì tất nhiên những cái việc đấy nó không diễn ra được lâu, đúng không ạ? Phong trào giải phóng dân tộc rồi cách mạng này, cách mạng kia đã khiến ông Gaddafi nổi dậy và lật đổ cái chính phủ Senussi vào năm 1969 và thành lập ra một cái đất nước uh, Libya mới rồi bãi bỏ các loại chính phủ chính sách uh, phong kiến nô lệ và ông trở thành cái người dẫn đầu đất nước rồi ông quốc hữu hóa tất cả những cái công ty dầu của Anh các công ty dầu của Pháp và thành lập lên cái công ty dầu của nhà nước Libya uh, đồng thời là quốc hữu hóa tất cả những cái tài sản ở Libya uh, Libya với một cái đất nước mà nó rất ít dân và sau khi họ tịch thu toàn bộ những tài sản như vậy thì đất nước libya tự nhiên có ngồi trên một cái đống vàng có nghĩa là lúc nào sáng ngủ dậy tiền nó rơi do mà không né kịp là rơi vỡ đầu đấy cái kiểu nó như vậy và cái cuộc sống của người dân libya nó đang vốn từ một cái gọi là đúng là một cái nghĩa luôn là cái thời kỳ đồ đá đấy thì tự nhiên trở thành một trong những cái thiên đường của cái thế giới châu phi thời bấy giờ tại sao câu chuyện của libya liên quan đến niger hai nước là láng giềng của nhau đúng không ạ và cái điều nó giống nhau những cái điều mà gandafi làm đối với lại cái đất nước của mình nó giống y hệt như là niger hiện nay có nghĩa rằng ngày xưa thì mỗi một cái thùng dầu mà hút lên từ libya người dân chỉ được hưởng lại những cái cặn bã thôi nó cũng giống như là một đô la của người dân niger khi bây giờ mỗi một cái kg uranium khoáng sản được đem đi bán đấy thì bây giờ niger nó y hệt như vậy cho nên là đây là một trong những cái phong trào mà nó phải tất yếu đúng không ạ chúng ta thấy là sau khi mà libya uh, gandafi uh, lật đổ cái chính quyền để mà biến cái nước libya thành cái nước libya hiện đại thì libya trở thành một trong những cái thiên đường của châu phi có nghĩa rằng mình không đi vào chi tiết nhưng mà với những cái việc như là cái tỷ lệ từ dưới 10% về bù chữ thì chỉ sau một thời gian ngắn nó đã đạt tới mức 88%. Có nghĩa rằng nó gấp đến cả hàng chục lần đúng không ạ? Rồi tuổi thọ của châu Phi mà thế nào nó 74,5 tuổi. Có nghĩa là nó ngang với nước Mỹ bây giờ ấy, quý vị ạ. Nó gần bằng thậm chí là có khi nó còn hơn tôi không biết là Mỹ bao nhiêu. Nhưng mà nó cũng dao động ở mức bảy mấy. Đấy có nghĩa rằng là cái thời điểm mà Gaddafi còn sống thì uh, châu Phi uh, người Libya sống có thể nói như thiên đàng nếu để mà so sánh với lại mức độ mức sống chung ở châu Phi vốn như là thời kỳ đồ đá đúng không ạ? Và bây giờ những cái việc mà những người ở Niger người ta làm thì nó y hệt như vậy. Với việc là sau bây giờ họ thu tóm tất cả những cái tài nguyên, họ bán để mà có một cái mức giá nó cao hơn đến hàng trăm lần như vậy thì rất có thể cái nhân dân đi dê nó sẽ đổi đời. Cho nên là nếu như mà một người nào đó ở Châu Phi, các bạn chỉ cần đến cái cơ quan phụ trách vấn đề năng lượng của nước mình, xem là nhà nước của mình đang bán ra thị trường với mức cái dầu với mức giá là bao nhiêu. Trên thị trường bây giờ dầu ở mức tám 90 đô la, đúng không ạ? Nếu mà nó ở mức độ 1 2 3 4 đô la vào túi của nhà nước thì phải tiến hành lật đổ nhà nước khẩn cấp, tức là cách mạng khẩn cấp. Bởi vì những cái điều mà người Libya làm rồi bây giờ Niger làm là những cái điều nó rất là chính đáng và nó cần được khuyến khích, nó cần được phát triển đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy mình không có khuyến khích về bạo lực nhưng rõ ràng là với những cái việc mà họ đã lấy lại đúng không ạ họ lấy lại tất cả những cái gì mà thuộc về cái nhân dân của họ để mà đổi đời cho nhân dân thì không có cái mục đích gì công cuộc nào à, một cái gọi là nhãn mác dân chủ nhân quyền nào quan trọng hơn là cái việc mà tất cả những tài sản đấy nó thuộc về cái nhân dân đó đúng không ạ chúng ta hy vọng rằng là ở Niger nó không lập ra một cái kịch bản đã lập ra với ông Gaddafi ở Libya À, có nghĩa là lúc bấy giờ Libya à, rơi vào cái trạng thái người Nga đang ở một cái trạng thái không tốt đúng không ạ, không ở trong một tình trạng tốt để có thể bảo vệ được Libya, nhưng rõ ràng bây giờ thì Niger nó đã khác ngày xưa rất nhiều rồi. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng người Nga đang quay trở lại chính Libya. Các cái sân của họ sân sau của họ Ai Cập, Algeria đều tốt đúng không ạ, Niger bây giờ tốt nữa. Sudan họ cũng khá tốt và sát bây giờ cũng có những dấu hiệu thì như vậy là Libya thì chỉ còn là những cái ảnh hưởng chia rẽ của các nơi thôi à, chứ không còn là của đặc của phương Tây nữa có nghĩa là mỗi ông một nơi trong đó có cả những ông như thổ nhĩ kỳ ai cập à, ả rập xê út đúng không ạ và bây giờ có cả nga ảnh hưởng nga Libya nữa cho nên là khả năng mà người nga có thể ảnh hưởng được ở cái khu vực những cái nước rộng lớn như này là rất cao đấy như vậy là chúng ta có thể thấy một cái điểm nó đơn giản như nào để chúng ta thấy là đây là cái công cuộc nó chính nghĩa đúng không ạ Thứ nhất là một cái đất nước như Libya chúng ta không cần biết chuyện gì xảy ra Nhưng rõ ràng nó là một nước tồi tệ nhất vào những năm 50-60 Nhưng mà trước khi mà Gaddafi bị sát hại Thì nó là một trong nước mà có cái cuộc sống tốt nhất ở châu Phi Cái đấy khỏi bàn cãi, đúng không ạ? Đấy là một cái nó rõ ràng, nó minh chứng Thứ hai nữa ở Niger Giá của 1 kg khoáng sản uranium nó được bán ra cho người Pháp chỉ có chưa đến một đô la, nhưng mà bây giờ nó được bán trên thế giới với mức giá hơn 200 đô la có nghĩa rằng gấp 22 lần. Và tất nhiên là đối với những nước châu Phi mà nó ít dân ấy, thì những khoản tiền như thế là có thể đổi đời họ. Đúng không ạ? Chắc chắn là một cái việc như vậy. Và những cái việc đấy nó vẫn, vẫn đang diễn ra ở các cái nước nghèo khác ở châu Phi. Đúng không ạ? Và chắc chắn là người Nga đang tìm cách để mà biến những cái nước đấy trở thành những cái Libya và Niger tiếp theo. Phải nói là ông Putin sinh ra trong một cái thời đại rất thách thức. Đúng không ạ? À, nhiệm vụ của ông ấy à, đối với thế giới nó quá lớn Đấy, ngoài cái việc là phải đánh nhau với phương tây ra nhưng mà lại còn phải giải phóng à, các cái quốc gia ở châu phi rồi phải tiến hành à, phi đô la hóa rồi à, đa cực hóa đúng không ạ à, brick brick nữa có nghĩa rằng đủ việc luôn